Vượng uống thuốc liều, húc đầu và đá tảng lần thứ hai. Vào ngày 22 tháng 2, các trang báo quốc doanh đồng loạt đưa tin VinFast xây nhà máy tại Ấn Độ. Thông tin cho biết VinFast cam kết sẽ rót 500 triệu đô la cho giai đoạn 1 của dự án nhà máy sản xuất xe điện tại Ấn Độ. Tổng số tiền đầu tư là 2 tỷ đô la Mỹ. VinFast cho biết sẽ động thổ dự án nhà máy sản xuất xe điện tích hợp tại thành phố ở bang Tamil Nadu, Ấn Độ vào ngày 25 tháng 2. Động thái này diễn ra sau hơn một tháng kể từ khi biên bản ghi nhớ giữa nhà sản xuất xe điện Việt Nam và chính quyền của bang Tamil Nadu được ký kết. Trước đó, cuối năm 2023, ông Phạm Nhật Vượng gặp tỷ phú giàu thứ hai của Ấn Độ, ông Gautam Adani. VinFast cũng bắt đầu các hoạt động tuyển nhân sự cho dự án ở vị trí quốc gia này. Tin VinFast xây nhà máy tại Ấn Độ. Khi có nhà đầu tư nước ngoài đến xây nhà máy, tất nhiên chính quyền địa phương sẽ đồng ý, bởi đây là cơ hội để giải quyết một lượng lao động của Ấn Độ. Ngay cả Mỹ cũng chào đón VinFast đến xây nhà máy để tạo công ăn việc làm cho người Mỹ. Có thể ông Phạm Nhật Vượng đưa ra yêu cầu xây nhà máy tại một nước Đông Nam Á nào khác thì chính quyền đó cũng sẽ gật đầu. Chính quyền các nước đồng ý cho VinFast xây nhà máy cũng vì lợi ích của họ, đó là lo cho dân có việc làm và giảm thất nghiệp. Đây là điều kiện kiên quyết để giành phiếu trong các kỳ bầu cử. Tuy nhiên, việc xây nhà máy và việc bán xe ra thị trường là hai việc khác nhau. Phụ thuộc vào luật chơi của thương trường, lúc đó VinFast phải tìm cách để mà xe của họ được thị trường chấp nhận ở nước sở tại. Trước khi các hãng xe ô tô vào Việt Nam, họ thường khảo sát thị trường rất kỹ, họ phân tích xu hướng tương lai, có kết quả đáng tin cậy rồi họ mới quyết định có xây nhà máy hay không. Thời kỳ mới mở cửa để có những nhà sản xuất ô tô trên thế giới xây nhà máy, chính quyền của Đảng Cộng sản đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi để chiêu dụ nhà đầu tư, trong đó có chính sách về thuế. Tuy nhiên, các hãng ô tô hàng đầu không dồn hết sức lực đầu tư vào Việt Nam mà họ chỉ đầu tư các dây chuyền lắp ráp ít tốn kém hơn và tuyển nhân công cũng dễ hơn. Sau nhiều thập kỷ, các nhà sản xuất ô tô lớn cũng không nâng tỷ lệ nội địa hóa tại Việt Nam. Họ vẫn chỉ giữ các dây chuyền lắp ráp là chính. Nguyên nhân được các nhà sản xuất ô tô đưa ra là ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam không đáp ứng cho họ. Họ không thể nhận các linh kiện kém chất lượng của các nhà cung cấp tại Việt Nam để lắp vào chiếc xe của mình. Đấy là bước đầu tư thận trọng ra nước ngoài của các hãng ô tô lớn trên thế giới. Họ nhiều vốn, có thương hiệu, thị trường đã chấp nhận thương hiệu của họ. Vậy mà họ vẫn đi từng bước để thăm dò. Nếu thị trường không như kỳ vọng thì họ vẫn không bị mất mát nhiều. Còn nếu như kỳ vọng hoặc tốt hơn thì họ sẽ rót tiền đầu tư tiếp. Ông Phạm Nhật Vượng đang dùng máu liều để mà kinh doanh. Với VinFast thì hoàn toàn ngược lại, không cần biết dân Mỹ có chuộng xe VinFast hay không, bất ngờ ông Vượng sẽ làm liều xây nhà máy 4 tỷ đô la tại Mỹ. Tuy nhiên, cho đến khi nhà máy khởi công, người Mỹ vẫn chê xe VinFast và gần như hãng xe này bán ra thị trường chẳng được bao nhiêu. Mà một khi không được thị trường chấp nhận thì giá cổ phiếu VinFast trên sàn Nasdaq cũng không lên được. Từ đó, việc huy động vốn lại càng khó hơn. VinFast bị lọt vào vòng luẩn quẩn, bế tắc trên đất Mỹ như thế. Nay, ông Vượng lại cho xây nhà máy tại Ấn Độ, cũng theo cách thức mà ông đã làm tại Mỹ. Nghĩa là thích thì làm, chẳng cần dựa vào việc khảo sát thị trường, chẳng cần biết dân Ấn Độ có chuộng loại xe như VinFast hay không. Tuy nhiên, Ấn Độ là thị trường tỷ dân, dễ tính, nhưng mỗi thị trường đều có thị hiếu riêng của nó. Có xe bán ở thị trường khó tính rất chạy, nhưng bán ở thị trường dễ tính hơn thì lại khó khăn. Đã một lần nhắm mắt húc vào Mỹ và bị u đầu, giờ ông Vượng lại tiếp tục uống thuốc liều, húc vào thị trường Ấn Độ. Không biết ông Vượng có thành công được hay không? Điều này cần có thời gian để trả lời. Nắm doanh nghiệp tỷ đô mà ông Vượng như đang đánh cuộc với may rủi vậy. Cổ đông VinFast như đang ngồi trên xe bus do một tay lái lụa chở quá mạo hiểm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Vượng uống thuốc liều, húc đầu vào đá tảng lần thứ hai. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất,
nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, .de. Đỗ Hữu Ca, một đời ngang ngược, phải gục ngã trước Đinh Văn Nơi. Nói đến tướng công an Đỗ Hữu Ca, người ta lại nhớ tới người nông dân bị cướp đất Đoàn Văn Vươn. Vụ Đoàn Văn Vươn cho thấy sự táo tợn của chính quyền của Đảng. Họ ngang nhiên cướp đất của dân, đến mức người nông dân Đoàn Văn Vươn phải cầm súng đứng dậy chống lại một rừng của đội công an để mà bảo vệ tài sản của gia đình mình. Tất nhiên ông Vươn đã thất thủ trước bức rừng quân cướp đất. Trong lúc bao vây nhà ông Vươn, Đỗ Hữu Ca, kẻ chỉ huy cuộc tấn công, nói với báo chí rằng đây là trận đánh đẹp, có thể viết thành sách. Việc này khiến người dân nguyền rủa ông Đỗ Hữu Ca. Tuy nhiên, với Đảng thì đây là một sự kiện bước ngoặt, đánh dấu việc Đảng sử dụng vũ lực để mà cướp đất của dân mạnh mẽ hơn. Từ sau vụ Đoàn Văn Vươn, chính quyền của Đảng Cộng sản ngày càng ngang ngược hơn, manh động hơn và tàn ác hơn với dân. Đặc biệt thể hiện rõ sự tàn ác trong vụ Đồng Tâm, khi họ đã bắn chết và mổ bụng một cụ già cao tuổi với rất nhiều năm tuổi đảng của họ. Cựu giám đốc công an Hải Phòng, ông Đỗ Hữu Ca. Sau khi về hưu, ông Ca nhận 35 tỷ đồng để chạy án, nhưng đã bị tướng Đinh Văn Nơi, giám đốc công an Quảng Ninh, tóm gọn. Khi đương chức, Đỗ Hữu Ca là một tướng công an tàn bạo, bất chấp luật pháp, coi trời bằng vung, nhưng đến khi hết quyền lực cũng phải đưa tay chịu trói trước một hậu bối. Thật cay đắng cho một đời làm tướng hét ra lửa. Kể ra, tướng Ca cũng rất giỏi làm ăn kinh tế. Hầu hết tướng tá sau khi về hưu thì những người nhờ cậy cũng lánh xa, bởi hết quyền lực thì khả năng giải quyết công việc cũng chẳng còn. Tuy nhiên, nhờ có mối quan hệ quen biết khủng từ thời đương chức, nên dù là tướng hết thời thì vẫn có người mang 35 tỷ đồng đến để nhờ ông Ca chạy án. Đây là mối làm ăn béo bở, đến tướng công an đương chức cũng phải thèm thuồng. Việc tướng công an này bắt tướng công an kia bề nổi chỉ là chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy, nhưng động cơ thật sự phía sau là muốn triệt hạ đối thủ, kẻ cạnh tranh, thâu tóm mối làm ăn. Khi còn đương chức, cựu điều tra viên về tội tham nhũng của Bùi Trung Kiên nhận hối lộ 3,7 triệu đô la để chạy án. Thiếu tướng, cựu phó giám đốc công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn nhận 2,6 triệu đô la. Trong khi đó, Đỗ Hữu Ca dù đã về hưu nhưng vẫn câu được mối 35 tỷ đồng. Vào ngày 20 tháng 2, hàng loạt tờ báo đăng tin Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành cáo trạng truy tố cựu thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cùng vợ chồng Trương Xuân Đức, Nguyễn Thị Ngọc Anh và 10 bị cáo khác. Xem như vụ án Đỗ Hữu Ca đã kết thúc, rồi ông Ca cũng sẽ ra tòa nhận án. Tuy nhiên, mức án mà ông nhận sẽ tùy thuộc kết quả mua bán sau hậu trường. Có lẽ ông Ca hiểu hơn ai hết từ chạy án, nó có thể mang lại điều gì cho ông. Ắt hẳn ông Ca không thiếu tiền, chỉ là ông muốn chia lại cho đồng chí của ông hưởng hay không mà thôi. Đinh Văn Nơi, người đã kéo Đỗ Hữu Ca vào khám. Dù chưa kết quả xét xử như thế nào thì ông Ca cũng đã thực sự hết thời. Trước khi bị bắt, Đỗ Hữu Ca đã hết thời về quyền lực nhưng vẫn còn các mối quan hệ về tiền bạc. Sau phiên tòa, có lẽ tiền bạc của ông Ca sẽ hết, sẽ chẳng còn ai tin vào khả năng chạy án của một ông tướng công an ngồi tù vì án. Những khách hàng tiềm năng sẽ tìm đến người có thực quyền hơn và thị trường chạy án tiếp tục sôi động. Trừng trị một Đỗ Hữu Ca chẳng thể nào triệt được cả một thị trường ngầm chạy án béo bở này. Về phần ông Đinh Văn Nơi thì rõ ràng ông này được nhiều sau khi tóm Đỗ Hữu Ca. Việc ông Nơi bắt ông Ca được người dân tán thưởng khiến quan chức khiếp sợ, vì thấy rõ ông tướng này chẳng biết nể gì ai. Và cái được lớn nhất rất có thể là mối làm ăn, bởi trong chế độ này chẳng có ai là trong sạch, chẳng qua ai ăn vụng khéo chùi mép hơn mà thôi. Bản chất của chế độ này là như thế, khi ông Đỗ Hữu Ca khoe trận đánh đẹp và được báo chí tâng bốc, vì đơn giản ông Ca đang giúp đảng trị dân, mặc dù việc ông này làm là sai. Tuy nhiên khi về vườn, ông Ca đã bị đảng phơi tội lỗi ra ánh sáng. Quan nào cũng thế, tướng công an nào cũng vậy, với dân họ tạo ra mặt nạ, còn mặt thật của họ
thì hoàn toàn khác, chỉ là có ông đã bị lộ, có ông thì chưa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Đỗ Hữu Ca một đời ngang ngược phải ngã gục trước Đinh Văn Nơi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.